Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là ngày mưa các bạn ạ. Thì hai anh em mình hôm nay là ở nhà chuẩn bị chế biến một món ăn ở quê mình đấy các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn vào xem nếu làm cái món khổ nhục thì cần những cái gia vị như nào nhé các bạn nhé. Bây giờ mình cùng các bạn đi vào xem bạn mình nó đang soạn đồ trong đấy các bạn. Ba chỉ nè. Đấy các bạn có thịt ba chỉ nha các bạn này. Thịt ba chỉ là làm cái món này là ngon nhất đấy các bạn ạ. Đây, Đấy. gia vị. Đấy, gia vị nè các bạn này. Gia vị này là mua ở hiệu thuốc bắc. Đấy, gia vị mua hiệu thuốc bắc nha các bạn nhá. Rất Này. nhiều loại này. Đấy. Gồm có những cái gì nhỉ? Giới thiệu cho các Hồi bạn này. xem đi. Có hoa hồi à? Hoa hồi này, quế này, Hoa hồi, quế thảo này. quả này. Thảo quả này. Cái này Có hạt mắc khén này hạt này. mắc khén này. Với Còn lại những cái miếng miếng này kiểu nhiều lắm. những cái miếng bột sắn như kiểu miếng sắn này, thì mình cũng cũng không rõ miếng này. Ừ, Mình mua thì ở hiệu thuốc Bắc này nó có sẵn như thế rồi các bạn ạ. hiệu thuốc Đấy. bắc là nó có sẵn tần tần như này, cứ thế Đấy. là gia vị của nó. Đấy. Gồm có thêm một Một hộp thịt đấy, hộp này, một hộp thịt hộp nữa các bạn này. với lại nấm, Đây. Có nấm mộc nhĩ với lại nấm hương. nấm hương này, Đấy, có hai loại nấm nữa nha các bạn nhá. tỏi này. Đấy, có thêm tỏi nữa các bạn này. Còn muối Ra muối mắm thì không phải. muối mắm mì chính thì vẫn có đủ hết các bạn ạ. Đấy, có cả Đấy. kẹo đắng nha các bạn nhá. Mình vừa đi mua về các bạn ạ. Đây này. Món Để này lấy màu của các bạn ạ. Đấy, bây giờ để bạn mình nó pha ra để vâng. món này là mình phải đi luộc lên đó các bạn ạ. Đấy. Món này làm kỳ công lắm. Bạn mình đang pha thịt này. Pha thịt nhớ bạn phải pha miếng to nha các bạn nhá. À, to rồi, luộc không? Mình luộc xong tí mình lại còn đi áp chảo nữa các bạn ạ. Đây, nó Đấy. thành như miếng này, lúc cắt này mà. Đấy, cắt thành miếng Thành nha các bạn. miếng vừa cái bát luôn. Đấy. Bây giờ mình Nó đi rửa mình xong rửa. để đi luộc đã giờ. Rửa không Đấy bạn mình đi rửa thịt các bạn ạ. Còn luộc. cái này là phải mang đi rang này các bạn ơi. Đấy. Những cái đồ khô này thì mang đi rang trong tí nữa lấy rượu cho vào nữa để cho nó ra nước để nó thơm đấy các bạn ạ. Trong tí để mình ướp vào thịt. Đấy. Mình ngâm cả nấm. Bây giờ mình sẽ đổ nước nóng vào cái nấm mộc nhĩ này này các bạn này. Cho nó nở ra mình rửa cho nó sạch các bạn ạ. Mình đã cho thịt vào nồi để luộc này các bạn này. Cái này là luộc nó chín cái bì này rồi mình còn phải châm nữa các bạn ạ. Châm nó mềm bì thôi. Châm cho nó mềm bì ra đấy. Đây, còn bên Còn bên này này là rang đang thuốc bắc, rang cái đổ rượu vào ngâm một lúc là đấy. thành gia vị mà. Cái món kho nhục này thì phải bắt buộc phải có cái gia vị này các bạn ạ. Cái gia vị này là quan trọng nhất. Đấy. Thì nó mới thành được món kho nhục ở quê Đại Từ là Hay làm lắm. cũng hay làm lắm các bạn ạ, món đặc sản quê mình đấy. Đổ một cốc rượu này các bạn này. Đấy. Đấy, nó bốc mùi thơm lắm này. Đấy, Rồi, đẩy cái vùng này. này đun sủi lên là được các bạn ạ. Xong cứ để đấy thôi, một lúc là mình chờ thịt nữa là được các bạn. Đây nhá các bạn này, thịt của mình đã sủi lên này, một lúc nữa là cũng lấy ra được luôn đấy. Nó chỉ cần chín được cái da là được nhỉ, châm cho nó dễ Mềm đấy các mềm cái da là được, để châm cho dễ thôi. bạn. Bây giờ mình đi vót ít cái cây nhọn để mình còn phải châm các bạn ạ. Mình đang vót ít cái để châm vào cái da của con lợn đấy các bạn ạ. Thế để cho nó ngấm muối mì chính và nó làm mềm cái da ra. Cái này cứ vót nhọn như này được thôi các bạn ạ. Đấy, thịt mình luộc được chín rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ Thịt này phải luộc không cần chín đâu, chỉ cần cái bì nó mềm thôi mà. đấy, chỉ cần cái bì nó Mình mềm châm mình cái châm cho này. nó. Lúc mình sát đi nước muối vào mình rán cho nó giòn cái da lên, Đấy. phồng lên. Cái này phải nhúng vào nước muối nha các bạn nhá. Nhúng cái da này này để dán cho nó phồng cái da lên các bạn ạ. Mang cái Để dán cho vào. vào rán.
3 miếng các bạn. Nay chỉ hòa nước muối không ấy nhỉ? Muối không. Chỉ hòa nước không, nó không dính chảo, nó nhanh giòn. Đấy, mình chỉ hòa nước muối không các bạn nhé. Muối không nó đỡ dính chảo, nó không dính cái chảo mình rán ấy. Cái ít muối ít nước để khoáng cho muối tan à. Mình dúng qua ra, nếu không có rẻ mình sát qua trên mặt này được. Ngay đây mình không có rẻ mình dúng luôn như này cái miệng này, cứ tưới nó lên được, tưới nó lên thì để liền vào nhau xoa xoa là được. Lấy cái rẻ mình thấm lau qua sạch như này, nó ngấm vào trong hết cái da này mà. Món này quan trọng nhất là phải giữ được cái bì ấy, cái da này. Giữ được cái da nó mới ngon, nó mới vàng. Thôi vào nhá, mình nhà mình thì mang đi rán này các bạn ơi. Bạn mình đang cho vào rán này các bạn này. Đấy. Úi, nó bắn ghê lắm này các bạn. Đây các bạn ơi. Da của nó đã vàng lắm rồi các bạn này. Đấy, phồng lắm rồi này. Đấy, có như bánh đà này. Chờ một lúc nó mới được các bạn ạ. Chờ một lúc nó cho nó khí hẳn đi kìa. Xong mang ra mới thấy. Bạn mình đã vớt ra đây một miếng này các bạn này. Đấy, vàng ươm đây này. Cái bì của nó nổ hết là vàng giòn lắm này. Phồng như bánh đà rồi đấy. Đã ngâm vào chậu nước lã này các bạn này. Tí mình thái cho dễ. Tí thái cho nó dễ. Đấy, các bạn xem đẹp chưa? Vàng ươm. Đấy. Nó nổ phồng hết lên đây các bạn này. Mình châm thế là mình ngâm xong dúng qua nước muối đấy các bạn ạ. Cái bì của nó ấy. Thì sau nó giòn. Mà nó phồng. Cho nó mềm này. Tí thả. Chuẩn bị mang ra. Dạ. Mang ra. Cái này băm để tí mình làm nhân đấy các bạn ạ. Cả thịt hộp nhá. Thịt hộp mới này ngọc nhĩ mới nấm hương. Thì nó trộn hết vào nhau. Tỏi nữa. Dạ. Ừ. Tỏi nữa. Đây mong dĩ của mình xong rồi đấy. Đấy. Băm nó nhỏ này, còn kẹo đắng tí mình ăn chỉ để ngâm nhé. Mình ra da màu. Còn thịt mình mang vào đây chuẩn bị thái này các bạn này. Bây giờ mình thái ra miếng này. Thái xong còn tẩm ướp nữa. Đây. Cứ đấy. Thái phần 1. Phần rưỡi. Đấy, thái miếng to này các bạn nhá. Mà thái khổ lớn như này. Mình xếp vào bát con cho nó vừa. Cho đấy tí tẩm ướp. Bạn mình chuyên gia làm món này đấy các bạn ạ. Ai có nhu cầu liên hệ nhá. Đấy. Bạn mình chuyên đấy. Ở đám cưới ở trên mình là hay có món này các bạn này. Đám cưới là phải có món này đi. Đấy, đặc sản quê mình đấy. Không có thì không thành đám cưới to được. Đấy. Nước sôi nhỉ? Sôi cái kẹo đắng. Đây đang cho nước vào kẹo đắng để mình lấy màu các bạn ạ. Mình cho muối mì chính các bạn này. Muối mắm. Đấy, cho ít kẹo đắng vào này, cái đường cháy đây các bạn ạ. Mình lấy màu cho nó đẹp. Đây quan trọng nhất là cái này. Đây này. Đấy. Bây giờ đấy cái này chỉ nước rượu đó các bạn nhá. Nước rượu trắng này các bạn ạ. Chắc lấy nước phải không? Hoa hồi thảo quả hát khén này. Có đủ hết gia vị này. Của thuốc bắc các bạn. Cho vừa vừa không, nhiều nặng mùi lắm ấy. Đấy. Chó này để lấy mùi thơm thôi mà. Thơm, thức rồi. Thơm, thơm rồi. Thơm lắm. Lấy mùi kìa. Đấy, các bạn này. Nhìn ngon chưa? Nhưng bây giờ là ăn được rồi đấy. Thế nhá, phần nhân của mình như này các bạn này. Trời ơi, tỏi này. Có nấm hương này, tỏi này. Nhĩ này. Cái này nó dùng gia vị là có hết đó các bạn ạ. Đấy, bột canh, muối mắm mì chính là có đủ hết.
còn phần thịt hộp này là mình cũng bóc mình cho vào nha bạn nhá, cho vào nhân luôn này. Đấy. Này nhiều quá cho nữa. Ừ. Cho hết rồi. Cho hết đi. Hết đi. Để làm gì? Cái thịt hộp này mà mình không dùng thịt hộp thì mình dùng cái thịt kia đúng không nhỉ? Thịt kia, cái thịt này để cho nó dính nhân mà. À ừ. Rồi ít cho nó cùng vào. Chắc thêm ít nước rượu ấy, thuốc bắc ấy. Thuốc bắc này cho nó lên mùi. Đấy, chờ một tí nữa là anh em mình cho ra bát nha bạn ạ. Cho vào. Bạn mình bắt đầu cho vào bát này các bạn này. Bạn đấy. Xếp miếng này. Đấy nhá. Cho bát. Quay kỹ cái đoạn này cho các bạn xem này. Mâm ở chỗ mình ngồi 6 người, xếp 6 miếng. Đấy, xếp 6 miếng. Miếng to quá bát này, không hết. Nó đều đều tí. Bát nó mình đẹp. Cứ thấy vừa nên cứ 6 miếng to này là một bát các bạn ạ. Mâm mình ngồi 6 người là mỗi người miếng này các bạn ạ. Không có thiếu là không được đâu. Miếng kia nó hơi thụt. Đây. Đặt này mà. Đây lẻ. Đây. Đặt này một tí, đặt cái nhân lên trên. Đây nha bạn nhé. Đặt cái bì nó quay xuống dưới các bạn ạ. Xong tí mình úp ra thì bát khác thì nó mới cái đại bì nó phải lội lộn lên trên đấy. Này này các bạn này, xếp vào 6 miếng như này này. Đấy, 6 miếng một bát. Giờ mình sẽ cho nhân rồi các bạn này. Đấy, nhân này về lúc đến lúc được là nó ở dưới cùng mà. Đúng rồi. Bây giờ nó ở trên thôi. Đấy. Nhân nhiều quá vậy. Ba này. Yeah. Vừa đủ. Ừ, vừa đủ. Trông như quả núi này. Bốn bát đầy này. Bốn bát đầy. Út ru đây. Nên làm động ba làm nó cũng nhanh chứ mà. Đấy. Được rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy túi bóng đã. Ừ, lấy túi bóng. Đây là mình cho vào túi bóng để buộc vào này bạn này. Cho ngược. Để cho đây vừa tránh nước nó vào. Yeah. Tránh nước nó vào này. Úp xuống vặn này, kín mít này. Đây. Đấy. Không cho nước ngoài vào nữa. Đúng rồi. Tránh nước. Buộc quá này là mình xếp vào nồi thôi các bạn ạ. Hấp cách thủy luôn. Đấy. Mình vào hấp vào cái nồi. Nồi nấu sôi. Nồi nấu sôi. Mình có ít này thì mình lấy cái nồi nấu sôi của nhà mình hấp thôi. Đây này các bạn ơi, của mình luộc 2 tiếng rưỡi rồi, bây giờ mới bỏ ra được các bạn này. Đấy. Mình úp được 3 bát ra rồi đây, còn một bát này bạn mình đang úp nốt ra đây bạn này. Bán chán đấy. 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 Mình phải nén nén nó xuống không nó tở ra. Đấy các bạn đấy. Đấy là hoàn thiện một đĩa một bát của mình nhá. Đây, hôm nay mình làm được 4 bát này các bạn này. Các bạn nhìn không ngon không? Hấp dẫn không? Đấy. Mình quay tận cảnh cho bác các bạn xem này. Nhìn ngon đấy, hấp dẫn không? Ngon không? Nhiều lắm các bạn ạ. Mình nấu 2 tiếng rưỡi rồi đấy. Bây giờ cho bạn mình thử trước nhá. Đấy. Mình tự tay làm. Đầu bếp thượng hạng đấy. Ừ. Hấp dẫn đấy, nhìn đã hấp dẫn rồi này. Đấy. Đây này. Các bạn thích ăn mỡ thì mua cái thịt ba chỉ nó nhiều mỡ thì cũng được.
Đấy. Còn ai thích ăn nạc thì mua thịt ba chỉ nó nhiều nạc. Thử cái này. Thịt ba chỉ là ngon nhất luôn đấy. Làm món này. Ngon lắm các bạn ạ. Vừa không? Vừa. Cái này ăn mì xôi là hợp lắm ấy nhỉ. Cái này ăn xôi hợp nhất. Đấy. Quê mình là đặc sản món này đấy. Ừ, mời anh em nhá. Ăn ngon quá quên đừng mở. Ăn ngon quá quên đừng mở. Thế mình phải thử ra nhỉ. Ừ. Mình phải thử. Đây nha các bạn ơi. Mình mời tất cả các bạn nhá. Ăn món khâu nhục mình. Mời tất cả các bạn nhá. Đây này, ngon lắm này các bạn này. Món này cực ngon quá các bạn ạ. Ăn mì cơm nếp thì không phải suy nghĩ rồi. Món này ngon lắm ấy. Ngon lắm. Đấy, các bạn xem này. Đấy, xem ngon chưa? Đấy. Nay mình hai anh em mình làm được 4 bát. Các bạn ơi, đây này món khâu nhục của mình đến đây là hoàn thành rồi các bạn này. Thì bây giờ thì mình xin chào tất cả các bạn nhá. Và hẹn các bạn ở video sau. Nếu các bạn xem video thấy hay thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin chào các bạn nhá.